là hôm nay sẽ hướng dẫn một cái liên khay, nó rất là đơn giản. Cái liên khay này nó không có gì hết, nó chỉ là những cái chiếc cơ bản. Bạn nào mà làm được 8 chiếc cơ bản thì quay cái liên khay này mầm đó, chỉ cần các bạn chịu khó tập 1 2 ngày hay 3 ngày gì đó, 1 tuần gì đó, mà miễn trước đó bạn tập được chiếc cơ bản thì các bạn có thể làm được cái liên khay này đó. Các bạn đừng có mà nghĩ cái liên khay đồ, cái liên khay gì mà phải tập chiếc cơ bản mới làm được, thì thực ra các bạn chơi các bạn phải tập được cơ bản các bạn mới quay được cái liên khay chứ, các bạn làm sao mà không có cơ bản gì hết mà quay được cái liên khay này liền được, đúng không? Đó thì phải tập được cơ bản trước, 8 cái cơ bản xong rồi mới quay được cái liên khay này. Liên khay nó sẽ có dạng như này. Đó, đi lên đây, qua đây, thoát sang đây, xuống đây và thăm ra qua. Đó rất là dễ. Đó, thì đầu tiên cái liên khay này nó sẽ bắt đầu bằng Sonic. Sonic là một cái chiếc cơ bản, nó rất là phổ biến. Nó sẽ như này. Đó, nó đi vòng ở đây. Ở đây mình để cái link hướng dẫn của tụi nước ngoài. Thì bạn bấm vô thì nó sẽ đi tới clip hướng dẫn của tụi nó. Còn ở trong channel của mình thì bạn có thể tìm cái Sonic bằng tiếng Việt của mình. Mà lúc đó mình hướng dẫn nó hơi SIDA cho nên là chắc có thể nhiều bạn không có hiểu lắm. Cho nên là tốt nhất là coi của tụi nước ngoài nhìn hình cho nó dễ. Đó, thì nó sẽ đi như này đó, mình sẽ làm chậm, ở đây mình hướng dẫn sơ qua thì nó sẽ đi chậm qua đây như này đó, qua đây như này đó, đây là Sonic. Và các bạn sẽ làm một cái Sonic, đó là đồ nào mở nhạc ở ngoài, nó sẽ Sonic lên như này, Sonic từ dưới lên như này đó, Sonic từ dưới lên luôn. Đây là Sonic Rise, Sonic Rise thì nó sẽ đi từ dưới lên tới trên luôn. Và sau khi mà nó lên tới đây, các bạn để ý là nó lên tới đây thì cái đầu bút bên này nó sẽ quất xuống dưới. Đó, nó sẽ quất xuống dưới như này. Và bạn tranh thủ mà cái lúc là nó quất xuống dưới thì bạn sẽ úp cái tay bạn xuống như này. Đó, và các bạn đưa cái ngón út từ bên ngoài này đưa qua đây. Và các bạn kẹp cái bút lại, thả cái ngón trỏ ra và cái bút nó sẽ chuyển xuống như này. Đó, thì nó sẽ đi như này, lên đây, lên đây. Đó, như này. Lên đây, kẹp lại, thả này ra, đó. Đó, và sau khi mà lên tới đây thì các bạn sẽ finger pass lên, nó sẽ đi như này. Đó, lên đây và các bạn finger pass lên như này. Đó, các bạn finger pass thì nó sẽ như này, mà các bạn chỉ lấy phần nửa đó thôi, tức là sẽ đi lên như này, pass lên như này. Đó, pass lên. Và sau khi mà pass lên tới đây thì các bạn sẽ quất cái tay qua, chạc qua, chạc qua như này. Đó, các bạn chạc thì chạc như này, bình thường như này, nhưng mà ở đây mình muốn các bạn cầm bạn chạc qua như này. Đó, chạc qua như này và chạc qua như này, các bạn pass xuống dưới luôn. Đó, pass xuống dưới luôn, chạc qua, pass xuống dưới luôn, pass xuống đây, chạc qua, pass xuống dưới luôn. Và sau khi mà pass xuống đây thì bạn cái ngón cái của bạn đang nằm ở đây, các bạn chuyển qua dưới đây. Đó, đang nằm ở đây, chuyển qua đây và bạn cầm lại, bạn thumb around qua là đã làm được cái liên khay rất là đơn giản. Sẽ đi lên như này, mình sẽ làm lại. Đó, pass lên, quốc qua đây, thumb around qua, bạn được cái liên khay. Mình sẽ ghép combo thử cho bạn xem sẽ như này. Đó, pass lên qua đây và quay cái gì đó. Đó, thì có nhiều bạn hỏi là mình hướng dẫn mấy ba cái liên khay này để làm cái gì. Liên khay là cái gì thì nó là một cái phần của combo, các bạn mới hiểu. Liên khay nó là một cái phần nhỏ của combo, tức là nhiều cái liên khay này ghép lại thì mới được cái combo. Các bạn chơi cái trò này thì cái đích đến của các bạn là các bạn phải quay được một cái combo nào đó như này. Đó, kiểu như mình quay combo như này thì mới gọi là chơi best. Còn kiểu bạn chơi chiếc chiếc thì nó chỉ là một cái căn bản, rất là căn bản thôi, nó không có đi xa được. Các bạn phải làm được combo thì mới đi tới được cái đỉnh cao của cái trò này. Chứ mà quay kiểu chiếc chiếc thì nó chỉ ở mức dậm chân, ở cái mức đó thôi. Đó, thì các bạn cố gắng tập cái liên khay này. Đó, bạn nào thấy hay thì có thể like clip ủng hộ mình. Mình sẽ ra thêm nhiều cái liên khay hướng dẫn dễ dễ như này cho các bạn xem, bạn tập theo nữa. Đó, thì like và share để ủng hộ mình. Cảm ơn.